Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ cùng mọi người đập hộp một cái máy MuroHub 201, sản phẩm đã ra mắt vào năm ngoái nhé. Đây là cũng là một cái sản phẩm mới được ra mắt của Muro 2021 và cạnh tranh trực tiếp với cái mã sản phẩm mới ra mắt hôm trước em vừa giới thiệu trên cái clip mà MuroHub 300 mới ra mắt. Đây là cái thùng của MuroHub 201. Mở thùng ra chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì đi kèm với hàng chính hãng nó sẽ có thêm một cái phần đó là của cái hướng dẫn của cái máy ép bằng tiếng Việt và các cái công thức. Sau bên trong thì chúng ta sẽ có thêm cái hướng dẫn sử dụng của MuroHub bằng tiếng Hàn. Mở ra chúng ta sẽ có dây nguồn. Ở trong này chúng ta sẽ có cái bộ vệ sinh. Đây là phần thân máy. Đó, đây là ở đây thì sẽ là cái phần top set của cái MuroHub 201 nhé. MuroHub 201 và H200 thì cái phần top set của hai cái máy này đều đã được lắp sẵn, cho nên khi mà mua về các anh chị chỉ cần đó là lắp lên trên cái phần thân máy là xong. Đây là cái phần bông đựng và một cái lưới ép. Với cái sản phẩm MuroHub 201 thì nó khác với cái MuroHub 200 ở chỗ đó là cái phần bâu đựng bã nó đã được để ra ngoài để có thể dễ dàng di chuyển và nó tiện dụng hơn, và cái khoang chứa bã của nó sẽ được lớn hơn so với cái MuroHub 200. Cái sản phẩm em đâu hôm nay là cái sản phẩm mà có cái màu xám titan nhìn rất là sang trọng và nổi bật. Đây là cái phần top set mà em đã đề cập ở trên. Thì cái phần top set này thì hầu như tất cả máy từ H200 nó đều có hoàn thiện một cái top set chung cho mình, chỉ cần việc đó là lắp lên phía trên và sử dụng luôn, không cần phải thao tác lỉnh kỉnh như MuroHub 200. Đây là toàn bộ cái linh kiện và cái những gì có của MuroHub 201. Chúng ta sẽ cắm dây nguồn và test thử xem máy hoạt động có êm và trơn tru. Đây là hai cái bâu chữa bã và cái chứa nước. Cái bâu chứa nước này nó có cái hiển thị cái đơn vị đo là đó là ml và oz. Bâu này có thể chứa được 1000 ml. Bâu chứa nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem cái máy này hoạt động có êm hay không nhé. Vặn về vị trí on.
đây là vị trí reefer sẽ quay ngược lại động cơ. Khi mà để quay ngược lại cái động cơ như của cái Huron, chúng ta phải để nó dừng hẳn cái trục ép thì chúng ta mới quay lại cái động cơ này, để tránh những động cơ nó bị om. Khoang chứa nước ép của Huron H201 và H200 nó sẽ đều có cái nắm chặn bằng silicon. Cái nắm chặn này thì nó sẽ không có cái bộ phận kết nối hoặc là điểm giữ lại ở trong cái với cái bâu này. Nhưng mà khi mà vệ sinh thì anh chị hãy lưu ý rằng là phải chú ý để tránh bị mất cái ron này. Nhất là khi ép đối với cái cà rốt thì cái màu của cái ron này nó sẽ rất là giống với cái cà rốt, và chúng ta sẽ rất dễ bị mất, làm mất cái này. Đối với một cái sản phẩm cao cấp đến từ nhà Huron thì cái động cơ và cái tính thẩm mỹ của nó được đẩy lên ở mức cao nhất, nhìn hài hòa nhất cho người sử dụng. Trên đây là em đã đánh giá sơ qua và hướng dẫn anh chị lắp đặt cái máy Huron H200. Nếu anh chị thấy hay và có ý nghĩa thì xin anh chị hãy cho em xin một like và subscribe để ủng hộ cho em các cái video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.